thì đề bài của mình đấy chính là làm thế nào để phát triển Bambai ở Việt Nam. Mình sẽ đi qua một chút về Agender. Đầu tiên thì xác định thêm vấn đề là gì, mục tiêu của chiến dịch, chúng ta phải nói chuyện với ai, sử dụng ý tưởng của chiến dịch là gì, và cách truyền thông của mình thế nào. Thì đầu tiên qua nghiên cứu thì mình thấy là một vấn đề thì cái này thì mọi người chắc cũng sẽ thấy thôi, đấy là 76% người Việt Nam thì đã có xe máy gọi rồi, thế nên là họ chỉ dùng Grab bike khi nào mà họ không thể lái được và là không muốn lái thôi. Thì từ đấy mình đưa ra một mục tiêu của chiến dịch, đấy là mình sẽ làm giảm cái lượng sở hữu xe máy ở Việt Nam, và từ đấy thì Grab bike sẽ thành một cái phương tiện giao thông chính của họ. Nhưng mà làm thế nào để làm như thế? Đầu tiên thì mình sẽ xác định xem là cái đối tượng mình nhắm đến là ai. Thì mục tiêu chính của mình ở đây thì cũng chính là các bạn, đấy là những người trẻ khoảng từ 18 đến 24 tuổi ở các hai thành phố lớn, đấy là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là những bạn trẻ, có thể là bạn sinh ra ở hai thành phố này, hoặc là bạn đến những thành phố này để tìm kiếm cơ hội học tập này, cơ hội công việc này, và các bạn những cái người mà tự tin cũng như là đang kiểu rất là muốn khám phá bản thân mình. Một đối tượng khác mà mình cũng phải cần phải nói chuyện nữa, đấy là bố mẹ. Lát nữa các bạn sẽ hiểu vì sao, là bởi vì bố mẹ là người mà bỏ hồ bao ra cho bạn mua những xe máy này. Đã 76% những người đấy, và trong những cái người mà độ tuổi từ 18 đến 24 ấy, thì phải đến khoảng 80% ấy, người mua hàng là bố mẹ. Thì đầu tiên thì mình xin giới thiệu một chút về cái góc nhìn của bố mẹ. Ở đây thì đối với bố mẹ ấy, thì cái xe máy ấy, các bạn có thể thấy là khi các bạn vào đại học này hoặc là chuẩn bị đi làm ấy, thì bố mẹ sẽ muốn mua các bạn một xe máy, bởi vì họ coi đấy là một cái tài sản quan trọng, và họ cần một cái phương tiện quan trọng, họ cần phải đưa cho các bạn khi mà các bạn kiểu chuẩn bị trở thành người lớn đấy. Và rất nhiều người thì họ đã để dành trước cho con những cái khoản này. Mà tuy nhiên ấy, thì cái tài sản thực sự mà giới trẻ muốn ấy, khi mà họ đang kiểu chuẩn bị bước vào người lớn ấy, đấy là những cái hành trang như là kiến thức và kinh nghiệm. Đấy là cái mà họ thực sự đang mong muốn. Và ngoài chuyện là khi mà để có kiến thức và kinh nghiệm thì các bạn sẽ cần phải trả một số cái giá, ví dụ như là thời gian, ví dụ công sức, và một cái mà tuổi trẻ rất thiếu đấy là tiền. Ví dụ như kiểu bạn mình từng không có tiền thi xếp đây, nó có thể gửi lại cho lúc mà nó đi làm có tiền, hoặc là kiểu nhiều đứa đã phải kiểu trôn học phí của bố mẹ không đóng cho trường ấy, để kiểu đi buôn chứng khoán lúc mà nó mới học làm chứng khoán. Thì từ đấy mình sẽ nghĩ là vậy thì có chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như là cái việc mà kiểu đi lại ấy, cái việc đi lại của người trẻ sẽ được một ai đấy chăm lo, và cái khoản tiền mà cha mẹ dành đấy nó sẽ được dùng để đầu tư vào chính họ, để họ được dùng để khám phá bản thân, tại vì họ muốn. Thì từ đấy mình đến với ý tưởng là cũng chiến dịch, đấy là cái này gọi là Grab Your Chance. Đấy là một cái chương trình của Grab Bike mà sẽ cho những người trẻ sở hữu một cái phương tiện online, một cái phương tiện trong điện thoại di động của họ, và cái phần mà tiền để dành với họ ấy thì sẽ được đầu tư của chính họ. Thì cái Grab Chance sẽ hoạt động theo là cái tiền mà bạn để dành cho xe máy sẽ đến cái quỹ này. Cái quỹ này ấy, thì thứ nhất là cái phần về di chuyển bạn ấy sẽ do Grab Bike lo. Thì lúc ấy bạn có thể đi bằng Grab Bike với giá rẻ rất là nhiều, nó gần như là giá mà kiểu bạn khi mà bạn có xe thì bạn phải đổ xăng, phải bảo trì, phải đỗ xe các thứ. Và cái phần tiền còn lại thì nó sẽ là một cái quỹ do Grab Bike và các cái partner Grab Bike quản lý. Sau này thì bạn có thể lấy tiền ra để sử dụng sau khi mà bạn đã kiểu quyết định thực sự là mình muốn sử dụng cái món tiền để làm gì. Thì đến cái phần chiến dịch truyền thông thì đầu tiên mình sẽ launch một cái series phim ngắn viral để kiểu bắt đầu đánh tiếng với các bạn trẻ. Thì nó sẽ là một cái câu chuyện về một cái ngân hàng giả tưởng, đấy là ngân hàng mà bạn có thể gửi tiền cho chính mình trong quá khứ. Ví dụ kiểu nó sẽ phi truyền những cái người mà kiểu khoảng tầm 30-40 tuổi đã thành công rồi, khi họ có tiền rồi họ bắt đầu nghĩ lại là phải chăng là tuổi trẻ của mình đáng lẽ có thể có nhiều trải nghiệm hơn, nhiều cơ hội hơn nếu như lúc đấy mình có một khoản tiền nào đấy. Và đấy chính là câu chuyện mà họ gửi lại tiền cho mọi người quá khứ để xem có chuyện gì đều xảy ra. Sau đại này thì nó sẽ được tiếp cùng với cả những cái kênh hỗ trợ khác, như kiểu là chia sẻ với người nổi tiếng về những cái cơ hội mà họ nghĩ họ đáng nghĩ họ có thể có, những cái bài editorial trên báo, và cái một cuộc thi online nhỏ. Ví dụ như những người bây giờ ấy, họ thử xem là nếu mà họ được sử dụng ngân hàng này thì họ sẽ dùng như thế nào. Sau đấy thì bọn mình sau cái giai đoạn trigger, giai đoạn để kiểu làm nóng lên ấy, bọn mình sẽ đưa chương trình Grab Your Chance, và ở đây thì nó sẽ có đưa được nhiều thông tin hơn qua các kênh để cho bố mẹ và người trẻ hiểu thấy xem là mỗi người thì có những lợi ích gì. Ví dụ như kiểu bây giờ mà dùng Grab Bike thì mình sẽ không phải lái xe, không phải đổ xăng, không phải kiểu bạn đồ các thứ, và thật ra thì như thế nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn, vì theo nghiên cứu thì lái xe gây ra stress khá là nhiều trong một số bệnh
mới đạt. Và ngoài ra cái chuyện mà kiểu bố mẹ đưa cho con một cái khoản tiền khoảng vài chục triệu như thế để sau này nó quyết định là nó muốn làm gì, nó thể hiện cái sự tin tưởng đấy, thật ra chính là hành trang mà trẻ cần khi mà họ đang chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành. Thì trong giai đoạn này những kênh dùng chính đó chính là VR này, talk show trên truyền hình, bởi vì thường thì bố mẹ xem talk show, xem TV này với cả nghe radio nhiều hơn. Thì đây chính là cái kênh mà mình kiểu muốn thuyết phục bố mẹ nhiều nhất. Cùng bởi vì cái đoạn trên thì giới trẻ đã bắt đầu vào nhìn rồi ấy. Cuối cùng thì mình sẽ có những cái sự kiện, một sự kiện lớn đấy là kiểu nó sẽ có đại diện từ WAP để giải thích cho họ cụ thể xem là cái chương trình sẽ hoạt động thế nào, bởi vì nó sẽ liên quan khá nhiều tài chính. Cũng như là và vì những cái người trẻ thì họ sẽ có nhiều băn khoăn, chẳng như các bạn ấy nếu mà mới vào đại học hay là chuẩn bị đi làm hạn, tôi băn khoăn kiểu nghề nghiệp các thứ, kiểu mình sẽ bảo cái là WAP coffee sharing, như chẳng hạn như là chiều thứ bảy hàng tuần chẳng hạn, và những cái người ở trong cái Facebook WAP the chance sẽ đến đấy, đấy là những người mà có kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn những vấn đề như là sự nghiệp này, phát triển bản thân này. Và cuối cùng thì là những cái người mà đã tham gia chương trình này rồi thì sẽ có một cái gọi là WAP the chance up, đấy là từ cái việc mà bạn đầu quyết định là sử dụng WAP the chance thì nó còn cho bạn những cái khoảng thời gian trong ngày. Mình nghĩ là bình thường được di chuyển ấy sẽ tốn cho mình từ 1 đến 1.5 tiếng mỗi ngày. Vậy là bây giờ bạn lại còn có khoảng thời gian này để đầu tư lại bản thân nữa. Thì cả cái app nó sẽ giúp bạn làm một số cái việc khi mà bạn đang ngồi trên xe, ví dụ rất là đơn giản, ví dụ như gọi là thiền nhá, một cách đơn giản này, gọi là tập thể dục tay này, tay này, mắt này, vai gì đấy này, bạn có thể kiểu làm một vài cái kỹ thuật nhỏ này để kiểu nghĩ ra các ý tưởng của mình trong lúc đang lái xe, đang lúc đang đi xe như thế, hoặc là tự nghĩ ra cách của mình để chia sẻ bạn bè qua cái app. Thì để đây tiếp tục vào chương trình, mình xin cảm ơn Minh và Mai Sula. Rất nhiều rồi, một vài cùng cái kết rất là đẹp. Dạ, rồi.